Nhà ngọp cần giải cứu với một căn nhà sổ hồng riêng do chủ ngọp để cần tiền à, lo cho gia đình Và căn nhà này là cắt lỗ gần lên đến 300 triệu nha cả nhà Vị trí ở đây là thuộc Long Thượng, Cần Dục của Long An. Từ đây mình ra chợ Hân Long chỉ mất 5 phút, di chuyển về trung tâm thành phố quận nhất quận 5 là 30 phút. Căn nhà sổ hồng riêng với diện tích ngang 4 và 4 nhà hướng nam, một lầu máy hợp 3 phòng ngủ. Và nội thất thì thương lượng với chủ tổng mức giá là 1 tỷ 980 triệu thương lượng mạnh. Trả giá là chủ bán ngợp tới quá rồi luôn anh chị ơi. Nên cô chú anh chị mình cùng em vào bên trong để mình xem mình mua để cứu chủ giúp em. và nhà nhà của mình thì dân cư hai bên nhà rất là nhiều à, rất là đông và hàng cây xanh bốn mát đường cống thoát nước nha anh chị kế bên đây là có một căn biệt thự à, và đường cống thoát nước không có bị ngập và xe hơi vào tới tận nhà bây giờ tìm một căn nhà dưới 2 tỷ hầu như không có luôn nhà mình thì hiện tại có số nhà đầy đủ nên pháp lý rõ ràng công chứng nhanh trong ngày luôn đó anh chị mình ơi nhà này sẽ được làm hai lớp cửa ba lớp cửa luôn rất là kiên cổ chắc chắn có một cái sân để mình đậu mấy chiếc xe honda Máy che đề sẵn hết rồi Mình chỉ về dọn dẹp nhà cửa thôi là mình nở đón Tết rồi anh chị à Đấy Trước nhà của mình ở đây thì có lót gạch nè Cô chú anh chị ha Rất là dễ thương Trên trần thì cũng có đèn Nói chung nhà này là chủ ở chưa đầy à, 8 tháng đâu anh chị Nhà cũng còn mới Do gì đi làm xa ở thành phố mua để đó Lâu lâu từng vệ lần thôi Chủ yếu là chứa đồ đạc thôi chứ cũng không có ở Thì tính ra cái căn nhà này là mới luôn Nên anh chị khi mà mình mua về á Anh chị cũng không cần phải tu bổ và sửa sang gì Chỉ dọn dẹp nhà cửa cho nó gọn gàng Ngăn nắp lại thôi là mình ở à Thì bây giờ mình tìm một căn nhà với diện tích này Ngay trung tâm gần chợ bán kính Trong vòng 200m rất là hiếm Ngay tại khu, khu vực là Tân Điền Long Thượng Cần Duộc Long An thì nó gần cái hướng hơn long trường tiểu học hương long bình chánh anh chị nhưng mà ở đây là mình là giáp ranh vẫn là long ngang cần duột bên em là review rõ ràng á nên cả nhà mình có thể giúp chủ chốt ngay căn này với mức giá thương lượng mạnh tại vì em nghe nói là gia đình á chủ cần đang tiền lo trị bệnh cho ba nên cần phải hy sinh căn nhà tâm quyết này á làm tích góp cả đời mới mua được một căn nhà này đó anh chị và bây giờ phải đành đó, bán để lấy tiền trị bệnh cho ba đó. chủ là người con gái rất là hiếu thảo nên cũng hy vọng cả nhà mình đã xem qua cái video này của em á nếu mình đang có nhu cầu tìm nhà để đầu tư hoặc là mình mua để cho thuê thì ngay tại cái vị trí này là gần hưng long bình chánh nè đấy tân điền cần duột thì mình cũng cho thuê được tại vì vị trí đẹp gần trung tâm gần chợ gần trường nói chung là ok đó cả nhà và với diện tích bự dài như thế này giá này là quá rẻ Sọ hồng riêng đất full hộ cơ pháp lý rõ ràng Chúng ta lên đầu để tham quan nha anh chị ơi Nhà mình thì thiết kế kiểu là máy hộp cũng khá là hiện đại Như kiểu bây giờ hả để, để chủ mua nhà chứ chứa đồ thôi chứ không có ở Lầu trên lầu của mình nè Nè Đây là căn phòng ngủ nè Thật sự là chứa đồ nên nhìn thấy đồ đạc nó còn hơi bề bộn luôn anh chị nên chị thông cảm ha Nhà không có ở Mua để đó thôi Đó đầy đủ cho mình công năng Hai nhà vệ sinh và phòng ngủ rất là to Đó cả nhà mình xem nếu mà mình thấy ok Phù hợp kết nối với em ngay Để được xem nhà trực tiếp Tổng tài chính là 1 tỷ 8 1 tỷ 980 nha anh chị Là cứ gặp chủ mình thương lượng Hoặc mua đầu tư, mua kinh doanh cũng được ok cả nhà Chúc cả nhà xem video thật nhiều vui vẻ nhé